Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án ăn chia 300.000, 30.000 cái token Linza và 200.000 cái token Volt ở trên cái sàn Linza Swap. Rồi ok, để tham gia vào dự án này mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm các nhiệm vụ ở trên cái trang web của nó. Thì trước tiên thì mọi người cần phải kết nối ví. Rồi mọi người sẽ bấm vào chữ Connect này cho mình. Ok, ở đây thì mọi người sẽ chọn Wallet, Collect này. Rồi, chọn Connect này. Rồi thì mọi người có thể kết nối ví trước hoặc ví MetaMask nhé. Rồi ok, sau khi kết nối mọi người quay trở lại trang web cho mình. Ok, như vậy là mình đã kết nối xong nhé. Rồi tiếp theo thì mọi người sẽ bấm vào chữ Connect Twitter này cho mình. Ok, ở đây thì mọi người sẽ nhập username của Twitter nhé. Rồi sau đó chọn Submit. Tiếp tục thì mọi người sẽ kết nối vào Telegram. Rồi, ở đây thì mọi người sẽ bấm chấp nhận này. Ok. Rồi, sau đó thì mọi người sẽ bắt đầu kéo lên làm các nhiệm vụ. Thì ở đây nó sẽ có một cái link tuyển rep nhé. Thì mọi người sẽ copy cái đường link này để tuyển rep này. Rồi, bây giờ sẽ kéo lên làm các nhiệm vụ. Nhiệm vụ đầu tiên thì mọi người sẽ làm ở trong cái khung của Volterra này. Rồi, mọi người bấm vào chữ Active cho mình. Ok, sau đó thì bắt đầu làm các nhiệm vụ. Rồi, ở đây thì nó sẽ có nhiệm vụ là join vào Telegram. Mọi người bấm vào cái dòng chữ màu xanh này nhé. Rồi, chọn join này. Kích chọn join. Ok, sau đó bấm vào dòng click here này. Chọn start này. Rồi, ở đây thì mọi người sẽ nhập cái kết quả giống ở bên dưới nhé. Ok, quay trở lại. Rồi, sau đó quay trở lại Uniswap. Và mọi người sẽ bấm chọn Submit này cho mình. Ok, nó báo thành công rồi. Đó. Tiếp theo thì mọi người sẽ làm nhiệm vụ trên Twitter. Sẽ bấm tiếp vào cái đường link này. Tức là follow Twitter này. Rồi, bấm chọn theo dõi này. Quay trở lại. Chọn Submit này. Ok. Tiếp theo là sẽ retweet lại bài đăng và test thẻ ba người bạn. Thì mọi người cần phải copy cái hashtag này nhé. Giữ vào đây copy này. Rồi copy trước. Và sau đó bấm vào cái chữ link màu xanh nhỏ nhỏ đây nhé. À, ba cái hashtag. Mọi người copy cả ba cái hashtag nhé. Làm trên điện thoại thì nó hơi khó. Rồi, chép ba cái hashtag này vào. Rồi, mọi người sẽ bấm vào cái chữ retweet này cho mình hoặc bấm vào cái link này cũng được. Ok. Rồi, mọi người sẽ chọn like này. Rồi, sau đó trích dẫn. Thì ở đây mọi người sẽ test thẻ nhé. Rồi test hashtag này trước này. Rồi trên này là sẽ test thẻ bạn bè này. Ok, chọn tweet lại nhé. Rồi sau đó quay trở lại này. Và bấm chọn submit này cho mình. Rồi đã thành công. Tiếp tục kéo xuống dưới lại submit tiếp nhé và vẫn test thẻ như thế cho mình. Rồi bấm vào link này, chọn like này, chọn trích dẫn này. Rồi test thẻ ba người bạn, sau đó là test cái hashtag này vào. Ok, tweet lại này. Rồi quay trở lại, bấm vào submit. Ok, nhiệm vụ
tiếp theo là retweet bài nữa, có 3 bài phải retweet nhé. Rồi mọi người lại bấm vào cái link này, sau đó kéo lên chọn like này, chọn trích dẫn này, ok. Ở đây thì lại test thẻ ba người bạn tiếp, làm tương tự như nhau nhé, và gắn hashtag này, chọn tweet lại này. Đúng chưa nhỉ? Kiểm tra lại những cái hashtag mình bị thiếu. Chết rồi, hashtag bị thiếu. Mọi người chờ chút, mình sẽ xóa cái bản này đi nhé. Rồi với copy thiếu dấu thăng, rồi tweet lại. Ok, đó là quay trở lại. Và bấm chọn submit. Rồi, cái bài đăng trên này cũng vậy, mình sẽ sửa lại cái bài đăng trên này. Ok, như vậy là hoàn thành. Rồi, sau đó thì mọi người sẽ kéo xuống và xem cái Twitter này của nó. Đâu, retweet lại cái Twitter này và test thẻ ba người bạn nhé. Mọi người sẽ bấm vào link này. Đúng không nhỉ? 4 bài retweet cơ. À xong rồi. Rồi ok. Tiếp theo thì mọi người sẽ quay trở lại cho mình. Rồi mọi người back lại nhé. Và sau đó xuống cái mục Linja này cho mình, bấm vào Exit này. Ok, ở đây thì mọi người tiếp tục làm các nhiệm vụ. Rồi tiếp vào nhóm này, Telegram. Rồi. Chọn Join này. Ok, quay trở lại. Bấm submit này. Rồi, sau đó là follow Twitter này. Chọn theo dõi này. Quay trở lại. Chọn submit này. Rồi, tiếp tục là retweet bài đăng và vẫn test ba người bạn và cái hashtag đấy nhé. Bấm vào link này. Ok, chọn like, chọn trích dẫn. Sau đó là test thẻ ba người bạn. Rồi mọi người sẽ gắn cái hashtag đấy vào. Chọn tweet lại này. Ok, quay trở lại. Submit này. Rồi, tiếp theo. Kéo xuống. Lại retweet tiếp. Làm tương tự như nhau mọi người nhé. Rồi, tweet lại. Ok, quay trở lại. Chọn submit. Rồi, đến bài cuối cùng. Tiếp tục chọn like này, chọn trích dẫn. Rồi, lại test thẻ ba người bạn. Và gắn cái hashtag này vào. Tweet lại này. Ok, quay trở lại. Rồi, chọn submit. Ui trời, dưới này nhiều quá. Dưới này có 5 bài cơ. Rồi, mọi người cố gắng làm hết nhé. Rồi, tiếp tục. Nhiệm vụ vẫn tương tự. Rồi, submit này. Còn bài nào nữa không? Một bài nữa. Kiểm tra lại.
Rồi ok, sau khi là tweet xong tất cả các bài đăng thì mọi người sẽ quay trở lại nhé. Đó, thì ở dưới này là cái nhiệm vụ này là mọi người không cần làm nhé. Rồi ok, thì ở đây nó sẽ có một cái link chia sẻ, mọi người sẽ copy cái đường link này để đi chia sẻ nhé. Ok, như vậy là mình đã dẫn xong mọi người tham gia dự án và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.